Xin chào toàn thể quý thầy cô và toàn thể các em học sinh. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Lê Ngọc Quỳnh. Thầy công tác tại trường Trung học cơ sở La Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Hôm nay thầy rất vui mừng được lên lớp với các em một chuyên đề toán lớp 7. Đó là bài tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Sau đây, thầy trò mình bắt đầu bài học. Về nội dung của tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, chúng ta cần tìm hiểu nội dung mục 1, kiến thức cơ bản. Trong mục 1 này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nội dung kiến thức. Đó là một là về tỷ lệ thức và thứ hai là tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tỷ lệ thức nhé. Trước tiên, tỷ lệ thức là gì? Đó là một đẳng thức có dạng như sau: A phần B bằng C phần D. Ngoài ra cái đẳng thức này chúng ta có thể viết được đó là A chia B bằng C chia D. Các em cùng quan sát lên đây. Đối với chữ B và chữ C được thầy tô màu đỏ, còn chữ A và chữ D được thầy tô màu xanh. Và chữ B, chữ C ở trong đẳng thức này thầy giáo gọi là số hạng trung tỉ vì chúng nằm ở phía bên trong. Chữ A và chữ D này thầy giáo gọi là số hạng ngoại tỉ vì chúng nằm ở phía bên ngoài. Vậy thì cách viết A chia B bằng C chia D này giúp các bạn có thể phân biệt được đâu là số hạng trung tỉ và đâu là số hạng ngoại tỉ. Đó. Thế vậy thì từ đây người ta đã tìm ra được một cái tính chất, đó là tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ. Tức là nếu chúng ta lấy A nhân D thì bằng B nhân C. Và từ cái tích trung tỉ và tích ngoại tỉ này, người ta cũng có thể viết lại được tỷ lệ thức, đó là A phần B bằng C phần D. Và tương tự với việc thay đổi vị trí của A và D thì chúng ta có thể lập được các tỷ lệ thức khác, đó là A phần C bằng B phần D, C phần A bằng D phần B, B phần A bằng D phần C. Vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung kiến thức thứ nhất, đó là về tỷ lệ thức. Các bạn lưu ý để làm các bài tập nhé. Chúng ta chuyển sang nội dung kiến thức thứ hai: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Trước tiên, chúng ta cùng nhau xét một tỷ lệ thức, đó là A phần B bằng C phần D và bằng K. Từ đây, thầy có thể suy ra được A và C theo K như sau: A thì bằng B nhân K, C thì bằng D nhân K. Để chúng ta rút ra rất đơn giản thôi: A đây bằng B nhân K, C đây bằng D nhân K. Và từ đây, người ta đã tìm ra được một số các tính chất như sau. Tính chất thứ nhất, A phần B bằng C phần D thì bằng A cộng C phần B cộng D bằng A trừ C phần B trừ D và bằng K với B khác cộng trừ D. Một tính chất nữa, đó là tính chất mở rộng của tính chất thứ nhất với sự tham gia của một tỷ lệ thức nữa, đó là E phần F, thì chúng ta cũng có tính chất gần tương tự như vậy. Đó là A phần B bằng C phần D bằng E phần F thì bằng A cộng C cộng E phần B cộng D cộng F bằng A cộng C trừ E phần B cộng D trừ F và bằng K. Trong phần này thì thầy giáo giả sử như là tất cả các cái đẳng thức này, tất cả các tỷ lệ thức này thì đều có ý nghĩa. Lưu ý với tất cả các em, ở trong một số bài toán có một số trường hợp như sau: từ các tỷ số A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 4 thì một số bài toán họ nói đó là các số A, B, C lần lượt tỷ lệ với các số 2, 3, 4. Tức là nếu lần sau chúng ta thấy bài toán nói A, B, C mà tỷ lệ với các số 2, 3, 4 thì chúng ta có thể lập được các tỷ lệ thức tương tự, đó là A phần 2 bằng B phần 3 và bằng C phần 4. Vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung kiến thức của bài tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Sau đây thầy trò mình cùng chuyển sang mục 2 La Mã làm các bài tập áp dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài tập thứ nhất. Bài tập 1: tìm hai số tự nhiên, tìm hai số x, y biết A x phần 3 bằng y phần 4 và x cộng y bằng âm 21. 3 nhân x bằng 7 nhân y và x trừ y bằng âm 16. Chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập thứ nhất. Đối với bài tập này, chúng ta quan sát bài tập phần A
x phần 3 bằng y phần 4, tức là chúng ta đã có tỷ lệ thức. Và x cộng y bằng âm 21, điều này cho chúng ta biết chúng ta cần áp dụng tính chất nào để có thể tìm được x và y, đó là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta sẽ có như sau: x phần 3 bằng y phần 4 bằng x cộng y phần 3 cộng 4 bằng âm 21 phần 7 và bằng âm 3. Tại sao x cộng y bằng âm 21? Vì đề bài cho x cộng y bằng âm 21. Và từ đây thì các bạn quan sát x phần 3 mà bằng âm 3 thì ta có thể dễ dàng tìm ra được, đó là x bằng 3 nhân âm 3 bằng âm 9. Tương tự như thế, y phần 4 mà bằng âm 3 thì ta có y bằng 4 nhân âm 3 bằng âm 12. Đến đây là chúng ta đã làm xong bài tập và kết luận đầu bài, đó là vậy x bằng âm 9 và y bằng âm 12. Trong nội dung bài tập phần này thì tương đối dễ, các bạn lưu ý chúng ta chỉ cần áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau là có thể giải quyết được bài tập. Sau đây chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang nội dung phần B. Phần B, 3 nhân x bằng 7 nhân y và x trừ y bằng âm 16. Đối với phần B này, nó khác nội dung phần A ở chỗ đó là chúng ta chưa thấy có sự xuất hiện của tỷ lệ thức. Vậy thì 3 nhân x bằng 7 nhân y, chúng ta có thể biết tỷ lệ thức như thế nào? Đó là chúng ta áp dụng cái tính chất của tỷ lệ thức, đó là tích trung tỷ bằng tích ngoại tỷ để có thể suy ra được tỷ lệ thức. Vậy 3 nhân x bằng 7 nhân y, thầy có thể suy ra được tỷ lệ thức như sau. Nếu lấy x chia 7 thì sẽ bằng y chia 3. Vậy chúng ta đã có tỷ lệ thức rồi. Ở đây đầu bài cho x trừ y bằng âm 16 là chúng ta có thể áp dụng được tính chất của dãy tỷ số bằng nhau rồi. Vậy chúng ta tiến hành làm bài tập phần B nhé. Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có x chia 7 bằng y chia 3 hay x phần 7 bằng y phần 3 bằng x trừ y phần 7 trừ 3. Tại sao thầy lại dùng x trừ y? Bởi vì đầu bài cho x trừ y bằng âm 16 nên chúng ta phải sử dụng tính chất này. 7 trừ 3 thì bằng 4, và kết quả là âm 16 chia 4 bằng âm 4. Vậy từ đây cũng rất đơn giản giống như nội dung bài tập trước. Phần A đó là chúng ta suy ra được x phần 7 bằng âm 4 thì x bằng 7 nhân âm 4 và bằng âm 28. Y phần 3 bằng âm 4 thì có thể suy ra được là y bằng 3 nhân âm 4 và bằng âm 12. Đến đây thì chúng ta đã kết thúc bài tập và trả lời đó là vậy x bằng âm 28, y bằng âm 12. Vừa rồi là thầy và các em đã giải xong nội dung bài tập phần B. Phần này có một số điều cần lưu ý đối với các em, đó là khi chúng ta chưa có tỷ lệ thức, chưa có dãy tỷ số bằng nhau thì chúng ta cần phải lập dãy tỷ số bằng nhau từ những dữ kiện đầu bài đã cho, 3 nhân x bằng 7 nhân y, và áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để làm bài tập này. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ hai. Bài tập 2, tìm 3 số x, y, z biết rằng x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 5 và x cộng y cộng z bằng âm 90. Phần B, 2 nhân x bằng 3 nhân y bằng 5 nhân z và x trừ y cộng z bằng âm 33. Các bạn quan sát nội dung bài tập này thì cũng gần tương tự như nội dung bài tập 1. Ý A, chúng ta cũng đã có dãy tỷ số bằng nhau rồi. Ý B thì chúng ta chưa có dãy tỷ số bằng nhau. Vậy cách làm của bài tập phần 2 này cũng gần giống như nội dung bài tập phần 1. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa ý A. Đối với ý A, chúng ta đã có dãy tỷ số bằng nhau và đã có điều kiện đầu bài cho để chúng ta có thể áp dụng. Vậy chúng ta áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Ta có x phần y, x phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần 5 bằng x cộng y cộng z phần 2 cộng 3 cộng 5 và bằng âm 90 phần 10 và bằng âm 9. Ở đây các bạn quan sát x cộng y cộng z đầu bài cho bằng âm 90 nên chính vì thế nên thầy giáo thay số âm 90 vào đây. Và 2 cộng 3 cộng 5 bằng 10. Vậy ta có kết quả là âm 90 phần 10 và bằng âm 9.
Tương tự như nội dung bài tập phần trước, với x trừ 2 bằng âm 9 thì ta có thể suy ra được rất dễ, đó là x bằng âm 9 nhân 2 bằng âm 18. Tương tự, y phần 3 bằng âm 9 thì có thể suy ra được, đó là y bằng 3 nhân âm 9 bằng âm 27. Và z phần 5 bằng âm 9 thì có thể suy ra được z bằng âm 45. Đến đây ta có thể kết luận được bài tập này. Đó là vậy, x bằng âm 18, y bằng âm 27, z bằng âm 45. Đối với nội dung bài tập này thì tương đối đơn giản, chúng ta áp dụng tính chất mở rộng của dãy tỉ số bằng nhau là chúng ta có thể làm được xong bài tập này rồi. Tiếp theo đây chúng ta cùng nhau chuyển sang nội dung bài tập B. Các bạn quan sát đầu bài tập B, 2 nhân x bằng 3 nhân y bằng 5 nhân z. Các bạn thấy đấy, ở trong phần nội dung bài tập này chúng ta chưa thấy có sự xuất hiện của tỷ lệ thức, chưa có sự xuất hiện của dãy tỉ số bằng nhau. Nên chính vì thế chúng ta phải đưa cái đẳng thức này 2 nhân x bằng 3 nhân y bằng 5 nhân z này là về dạng là tỷ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để chúng ta có thể áp dụng được tính chất. Vậy thì 2 nhân x bằng 3 nhân y bằng 5 nhân z này chúng ta đưa về dạng là tỷ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau như thế nào? Thì thầy giáo hướng dẫn các bạn một cách làm. Đó là chúng ta sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của các số 2, 3, 5. Đấy. Rồi lần lượt lập các tỉ số cho bộ chung nhỏ nhất đó thì ta sẽ được một dãy tỉ số bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm bộ chung nhỏ nhất của 2, 3, 5 nhé. Vậy bộ chung nhỏ nhất của 2, 3, 5 chúng ta sẽ tìm được nó là bằng 30. Bây giờ chúng ta sẽ lập được tỷ lệ thức bằng cách đó là lập tỷ số của 2x, 3x, 5x cho 30. Là xem nhé. Vậy 2x phần 30 bằng 3y phần 30 bằng 5z phần 30. Vậy là chúng ta đã lập được tỷ lệ thức. Vậy trong phần này chúng ta có thể rút gọn được. Vậy 2x phần 30 thì chúng ta sẽ có bằng x phần 15, 3y phần 30 ta sẽ có y phần 10, và 5z phần 30 thì chúng ta sẽ có là bằng z phần 6. Thì chúng ta quan sát nha. Vậy thì tỷ số bằng nhau này có thể rút gọn được như sau. X phần 15 bằng y phần 10 bằng z phần 6. Đến đây thì công việc đã tương đối đơn giản rồi. Chúng ta đã có dãy tỉ số bằng nhau. Và đầu bài đã cho x trừ y cộng z bằng âm 33. Nên chúng ta chỉ việc áp dụng tính chất mở rộng của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có x phần 15 bằng y phần 10 bằng z phần 6 và bằng x trừ y cộng z phần 15 trừ 10 cộng 6 và bằng âm 33 phần 11 vì x cộng y trừ z bằng âm 33. Và kết quả cuối cùng chúng ta bằng âm 3. Tương tự như các bài tập trước, từ đây ta có thể tìm ra được đó là x bằng x phần 15 bằng âm 3. Vậy suy ra x bằng âm 45 lấy 3 nhân âm 10, lấy âm 3 nhân 15. Y phần 10 bằng âm 3 là suy ra bằng y bằng âm 3 nhân 10 bằng âm 30. Z phần 6 bằng âm 3 suy ra được là z bằng âm 18. Vậy x bằng âm 45, z bằng âm 30, y bằng âm 30, z bằng âm 18. Các bạn quan sát, để làm được bài tập này, chúng ta cần phải đưa 2x bằng 3y bằng 5z này về dạng tỷ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau. Nên chính vì thế thầy lưu ý với các bạn đối với cái bài tập như này thì chúng ta sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của các số 2, 3, 5. Đối với bài tập khác thì các số đứng trước x, đứng trước y và đứng trước z này. Sau đó chúng ta lập tỉ số của chúng đối với bộ chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ lập được dãy tỉ số bằng nhau. Và tiếp theo đó là chúng ta áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để có thể hoàn thiện bài tập này. Sau đây thì cho mình tiếp tục chuyển sang nội dung bài tập thứ ba. Bài tập áp dụng. Bài tập phần 3. Tìm hai số x, y biết rằng x phần 3 bằng y phần 4 và x nhân y bằng 192. X phần 5 bằng y phần 4 và x bình phương trừ y bình phương bằng 1. Chúng ta sẽ cùng nhau diễn nội dung bài tập phần A. Đối với bài tập phần A này, đầu bài cho là x nhân y bằng 192. Chính vì thế chúng ta chưa thể áp dụng được
cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để mà tìm được x và y trong trường hợp này. Chính vì thế chúng ta phải đặt đó là x phần 3 bằng y phần 4 và bằng k để chúng ta có thể biểu diễn theo một ẩn, đó là ẩn k. Vậy ở đây thì ta có thể suy ra được nó là x bằng 3 nhân k và y bằng 4 nhân k. Chúng ta thấy đầu bài cho x nhân y bằng 192 nên thầy sẽ thay 3 nhân k và 4 nhân k vào vị trí của x và y ở đây. Đó là x nhân y sẽ bằng 3 nhân k rồi lại nhân 4 nhân k, vậy chúng ta có bằng 12k bình phương. Mà đầu bài cho x nhân y bằng 192 nên 12 nhân k mũ 2 bằng 192. Và từ đây thầy tìm ra được đó là k mũ 2 bằng 16. Vậy k bằng cộng trừ 4. Vậy đến đây chúng ta có k bằng cộng trừ 4 rồi. Vậy có đến hai giá trị của k. Vậy ta phải chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất với k bằng 4 thì các bạn biết này. Đây là số 4. Vậy x phần 3 bằng 4. Vậy ta có thể tìm ra được đó là x bằng 3 nhân 4 bằng 12. Tương tự như thế, y phần 4 mà bằng 4 suy ra được là y bằng 4 nhân 4 bằng 16. Trường hợp 2 với k bằng âm 4 thì cũng tương tự như vậy, x phần 3 bằng âm 4 suy ra x bằng âm 12 và y phần 4 bằng âm 4 suy ra được là y bằng âm 16. Vậy là bài của chúng ta đã xong. Vậy kết luận phần này như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Vậy x bằng 12, y bằng 16 hoặc x bằng âm 12, y bằng âm 16. Đối với nội dung bài tập phần này, các em lưu ý đó là chúng ta sử dụng tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để làm bài tập này. Và qua phần bài tập này thì chúng ta cần lưu ý trong cái phương pháp làm BA này, chúng ta cần phải đặt cái tỷ lệ thức của chúng ta bằng một giá trị k và biểu diễn theo một ẩn, đó là ẩn k để chúng ta có thể làm. Sang nội dung bài tập phần B. Em quan sát. Ở đây đầu bài đã cho x phần 5 bằng y phần 4 và lại cho x mũ 2 trừ y mũ 2 bằng 1. Chúng ta cũng cần phải biểu diễn tương tự như trong nội dung bài tập phần đầu tiên, đó là biểu diễn x và y theo một ẩn để có thể làm được bài tập này. Đối với trường hợp này thì ta cũng làm tương tự, đó là đặt x phần 5 bằng y phần 4 và bằng k. Từ đây thầy có thể suy ra được đó là x bằng 5 nhân k, còn y thì bằng 4 nhân k, tương tự như bài tập đầu tiên. Đầu bài cho x mũ 2 trừ y mũ 2 bằng 1, nên chúng ta sẽ thay chữ 5 nhân k và chữ 4 nhân k vào vị trí của x và y thì ta có 5 nhân k mũ 2 trừ 4 nhân k cách cả mũ 2 bằng 1. Vậy 25k mũ 2 trừ 16k mũ 2 thì bằng 9k mũ 2. Vậy thầy có cái biểu thức mới, đẳng thức mới đó là 9k mũ 2 bằng 1. Từ đây thầy suy ra được đó là k mũ 2 của thầy bằng 1 phần 9. Và suy ra tiếp được là k bằng cộng trừ của 1 phần 3. Vậy thì đến đây thì chúng ta thấy là đã giống như bài tập phần đầu tiên rồi. Đó là chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, k bằng 1 phần 3. Thì thầy suy ra được là x phần 5 bằng 1 phần 3 thì x sẽ bằng 5 phần 3. Tương tự như thế, y phần 4 bằng 1 phần 3 thì thầy sẽ suy ra được đó là y bằng 4 phần 3. Trường hợp thứ hai, k bằng âm 1 phần 3 thì x phần 5 bằng âm 1 phần 3, vậy suy ra x bằng âm 5 phần 3. Và y phần 4 bằng âm 1 phần 3 thì thầy suy ra được là y bằng âm 4 phần 3. Đến đây chúng ta kết luận. Vậy x bằng 5 phần 3, y bằng 4 phần 3 hoặc x bằng âm 5 phần 3, y bằng âm 4 phần 3. Vừa rồi là chúng ta đã chữa xong nội dung bài tập phần B. Trong nội dung bài tập phần B, thầy lưu ý đối với các em đó là chúng ta muốn tìm được ẩn x và ẩn y, chúng ta cần phải biểu diễn thông qua một ẩn nữa, đó là ẩn k. Và khi trong quá trình tính toán, chúng ta cần lưu ý khi k xuất hiện tới hai giá trị thì chúng ta cần phải chia ra làm hai trường hợp, trường hợp 1 và trường hợp 2. Khi kết luận chúng ta cũng làm như vậy, đó là chia ra làm hai trường hợp thứ nhất
và trường hợp thứ hai. Đối với bài tập 3 này thì là một trong những bài tập tương đối khó. Các bạn lưu ý cách giải và phương pháp mà thầy giáo đã hướng dẫn để chúng ta có thể áp dụng vào những bài tập tương tự. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đi hết nội dung phần lý thuyết cũng như làm một số bài tập áp dụng cho chuyên đề tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Sau đây thì có một số nội dung hướng dẫn chúng ta về nhà. Các em về nhà xem lại phần lý thuyết cũng như các bài tập thầy giáo đã hướng dẫn giải. Bài tập về nhà, thầy hướng dẫn các bạn hai nội dung bài tập. Bài tập thứ nhất, 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng của các lớp đó theo thứ tự tỷ lệ với 3, 4, 5. Bài 2, tìm chu vi của một hình chữ nhật, biết rằng hai cạnh của nó tỷ lệ với 2 và 5 và chiều dài lớn hơn chiều rộng 12 cm. Thầy giáo có một số gợi ý giúp chúng ta làm tốt hơn bài tập 1 và bài tập 2. Trước tiên bài tập 1, 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được số cây chính là cái ẩn mà chúng ta cần tìm. Tuy nhiên, 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được số cây mà tỷ lệ với 3, 4, 5 chính là một điều kiện để giúp chúng ta có thể lập được tỷ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau. 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây cũng là một dữ kiện để giúp chúng ta có thể áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Đối với nội dung bài tập 2, tìm chu vi của một hình chữ nhật. Thì vậy thì ở đây, một hình chữ nhật thì có chiều dài và chiều rộng. Thì vậy thì chiều dài và chiều rộng lại tỷ lệ với 2 và 5. Thì vậy thì chiều dài và chiều rộng là ẩn tỷ lệ với 2 và 5 giúp chúng ta lập được một tỷ lệ thức. Và điều kiện đó là chiều dài lớn hơn chiều rộng 12 cm. Thầy lưu ý đối với các em trong trường hợp này, khi chúng ta thực hiện phép tính đặt ẩn chiều dài và chiều rộng thì chúng ta để chiều dài trước, chiều rộng sau để tránh việc là chúng ta sẽ làm ra kết quả sinh ra số âm. Vừa rồi thầy đã trình bày xong nội dung chuyên đề đó là tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Thầy giáo chúc tất cả các em ôn tập thật tốt và có kết quả thật cao trong học tập. Thầy chào tất cả các em.